Cho mình hôm nay đi vào hình chóp có cạnh bên và góc với đáy. Mình đi 3 phần. Thứ 6 tuần sau là các anh chị thi đại học. Và thứ hai, một thứ hai nữa, em cầm đề đại học nó sẽ rơi vào đúng bài 2. Đã. Các anh chị đang ôn thầy hỏi rằng năm nay thì rơi vào đúng bài 2. Hình chóp nó có 7 bài, nhưng mà năm nay thi nó sẽ rơi vào đúng bài 2. Thế là thứ hai một lần nữa, đầu tháng 7, ngày đầu tiên của tháng 7, mở đề ra cái điều đầu tiên thầy sẽ giúp em, đó là hôm nay chúng ta làm đề đại học năm 2016. Trên cái cơ sở đó hôm nay xem em hấp thụ cái bài của thầy kiểu gì cơ. Mình đi vào ý đầu tiên, một là mã, bản chất. Một nhỏ. Hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy á. Một nhỏ, phương pháp chung. Hôm nay mình bắt đầu học cái điều này. Bước 1, chứng minh đường cao, bắt đầu làm đề rồi. Đề đầu tiên thầy sẽ lấy đề thi quốc gia năm 2015, đến năm ngoái. Thì nó giống đúng như bài 2, nó rất là dễ. Rồi, chứng minh đường cao. Ôi, hôm nay phải chứng minh đường cao rồi. Thầy ơi, trên đời này có mấy đường cao hả thầy? Có 4 đường cao. Đường cao 1 là hai mặt cùng vuông góc với đáy. Đường cao 2 là có một mặt vuông góc với đáy. Đường cao 3 đó là các mặt khép với đáy nhưng góc bằng nhau. Đường cao 4 đó là các đường tạo với đáy nhưng góc bằng nhau. Hôm nay mình học đường cao đầu tiên. Đó là lỡ cái mặt tường vuông góc với đáy P vuông góc với R. Cái mặt bảng vuông góc với đáy Q vuông góc R. Mà bạn P thì lại giao với bạn Q thì lại bằng delta. Từ đây người ta suy ra delta chính là đường cao. Xong. Hôm nay mình dành trọn vẹn thời gian để nói về chứng minh đường cao. Coi như thầy đây ghi đường cao là đường cao này là đường cao version 2.1 đi. Hôm nào chúng ta học đến 2.4 thì là hết chương trình. Hết. Xong một đường cao. Uầy, cái hình này đúng là sinh ra là để thầy giảng này. Cái ông này vuông góc với đáy. Cái ông này vuông góc với đáy. Vậy dao của bạn ấy vuông góc với đáy. Xong một đường cao. Hết. Bước 2. Bước 2 là bước thầy nhắc lại hôm trước. Bước 2 là bước chứng minh góc. Chứng minh góc. Ok. Chứng minh góc. Thế có mấy góc? 2 góc. Góc giữa đường với mặt và góc giữa hai mặt. Thầy vẫn nói góc giữa đường với mặt trước. Thứ nhất, ở đây chúng ta nói về góc giữa đường thẳng với mặt vẳng. Đấy, cái câu thần chú hôm trước chúng ta học đúng một câu thần chú. Đó là chứng minh. Không phải. Câu thần chú hôm trước học. Chết mình rồi. Câu thần chú hôm trước học đó là nối chân đường cao, chân đường cao vuông góc. Vuông góc với nối chân đường cao với giao điểm. Mình xem lại hình trước khi đi vào bài. Em nhìn hình này. Đấy. Mặt phẳng P. Làm sao tìm ra được góc hả thầy? Câu chuyện rất là nhẹ nhàng. Để tìm được góc giữa đường thẳng D với mặt phẳng P thì đầu tiên người ta nhìn giao điểm. Thầy bảo 5 giây là 5 giây đấy. Người học thầy hình công gian là câu góc là câu 5 giây. Người ta nhìn đường cao. Đường cao. Và chỉ có một đường phụ duy nhất, đó là nối chân đường cao với giao điểm. Chân đường cao với giao điểm. Thầy ơi, thầy trình bày đi. Trình bày tí nữa xem bài 1. Hôm trước trình bày 2 lần rồi. Nhưng hôm nay thầy trình bày thêm 2 lần nữa. Để từ giờ trở đi, suốt cả một năm trời, thầy không bao giờ trình bày góc giữa đường với mặt. Các bạn vào sau các bạn ấy không nhìn thấy. Nha. Hôm nay chúng ta đi sâu vào bài thứ 3. Bước 3. Bước 3 ở đây là bước tính thể tích bằng 1/3 đường cao nhân diện tích đáy. Đường cao thầy không muốn nói về cái câu chuyện đường cao nữa. Ví dụ cái câu chuyện đường cao mà mình hay nhìn gặp nhất đó là
góc này biết em này. A, B, S, góc này biết, cạnh này biết. Thường thường đường cao người ta rơi vào cái tam giác như thế này. Mà nếu cạnh này biết, góc này biết, tính đường cao chúng ta dùng hàm gì ở đây? Tang bằng đối trên kề. Vậy SA ở đây nó có thể là bằng AB nhân tang của góc alpha. Xong một ý. Đường cao nó còn thêm một cái cách tính nữa thì chúng ta nói sau. Hôm nay chúng ta nói về diện tích đáy. Hình vuông bằng một cạnh bình phương, không nói. Hình chữ nhật bằng hai cạnh liên tiếp nhân vào với nhau, không nói. Trước nói cái đấy rồi. Hôm nay thầy nói về hình thoi. Thầy ơi, diện tích đáy thì nếu là hình thoi thì thầy nhớ công thức không? Đừng nghĩ là thầy nhớ hay không, mà hãy nghĩ rằng thầy biết hình thoi là gì không? Đây là hình thoi em này. Em để ý cách thầy vẽ đó là thầy vẽ hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường. Xong. Ê, thầy ơi, hình thoi có cạnh bằng nhau. Tốt. Đừng nghĩ nó như thế. Toán nhìn cái hồn đẹp hơn. Hình thoi gồm có bốn tam giác cân. Tam giác này cân này. Tam giác này cân này. Cân này. Cân này. Đề khối D 2013 người ta tỉa thêm đúng một dữ kiện để cho hình thoi của thầy nó trở lên đẹp dã man. Đó là người ta cho góc A bằng 120 độ. Và khi người ta cho góc A bằng 120 độ, người ta cứ nghĩ rằng là cái hình thoi đấy nó khó quá. Nhưng không phải. Lỡ tay mà cho góc A, B, C, D. Lỡ tay mà cho góc A của thầy 120 độ nhá. Thì con này bao nhiêu độ? 60. Uầy, tam giác mà đang cân thì tự nhiên cho cái bạn này 60 độ. Thì tam giác này trở thành tam giác đều. Hết. Thầy em đang muốn diện tích cơ mà. Diện tích hình thoi có thể chia ra làm 4 tam giác. Nhiều bạn, bạn ấy không bao giờ học thuộc công thức diện tích hình thoi. Thầy ngày xưa còn bé bao giờ cũng tính như thế này. Đó là gặp diện tích của hình thoi, mình khôn hơn người ta một nấc. Đó là tam giác ABO nhân 4 lần lên thì ra được diện tích. Diện tích đơn giản là một cái gì đó nó phủ kín một cái bề mặt. Mình miễn là tính được cái bề mặt đấy là được. Thầy ơi, em hơi ngu một tí, nhưng em tính bằng 2 lần diện tích tam giác ABC được không thầy? Hình thoi bằng 2 lần diện tích tam giác ABC. Được không thầy? Được. Thầy ơi, nhưng em muốn học thuộc diện tích hình thoi cơ. Ừ. Tích 2 đường chéo chia 2. Diện tích hình thoi bằng AC BD chia 2. 13 năm qua, đáy chỉ rơi vào 4 hình. Tam giác, vuông, chữ nhật, thoi. Duy nhất có một đề rơi vào hình thứ 5, đó là đề khối A209. Năm đó người ta rơi vào hình thang. Còn thực ra 99% nó là 4 hình còn lại. Thế nên trong cái quá trình thầy dạy, em đừng hỏi tại sao thầy không cho ngũ giác, thầy không cho lục giác. Không phải là không bịa được, mà là không nên thôi. Vừa phí thời gian, vừa chả để làm gì cả. Hình thôi, hết. Xong, mình đi vào bài thôi. Cho hình chóp SABCD. Cho hình chóp SABCD có SA vuông góc đáy. Ồ, em bỏ từ SA vuông góc đáy cho thầy. Bỏ. Thầy đọc lại. Cho hình chóp SABCD có mặt phẳng SAB, có mặt phẳng SAB và mặt phẳng SAC đồng thời vuông góc với đáy. Có mặt phẳng SAB và SAC đồng thời vuông góc với đáy. Chấm. Tứ giác ABCD là hình vuông cạnh bằng A. Tứ giác ABCD là hình vuông cạnh bằng A. SC tạo với đáy một góc 45 độ. SC tạo với đáy một góc 45 độ. Gọi MN là trung điểm. Gọi MN là trung điểm của BC CD. Của BC CD. Chấm. Xuống dòng ý A nhỏ. Tính thể tích SABCD. Xuống dòng ý A nhỏ,
tính thể tích S A B C D. Đúng dòng ý B nhỏ. B nhỏ tính thể tích S A M N D. S A M N D xuống dòng chú ý. Xuống dòng chú ý. Chú ý kỹ năng vẽ hình. Xuống dòng chú ý kỹ năng vẽ hình. Em đưa xuống xuống bác học sinh ở dưới làm đề này. Chú ý vẽ hình, kỹ năng vẽ hình. Xuống dòng dấu chấm đầu tiên. Xuống dòng dấu chấm đầu tiên. Mọi tam giác vẽ giống nhau. Mọi tam giác vẽ giống nhau. Mọi tam giác vẽ giống nhau. Em nhìn kỹ cái tam giác của thầy này. Sau này có một bịa đề thầy đều vẽ hình như này. Nhớ như này. Tỷ lệ 7:3 đi xuống dưới 3 ô. Thầy không biết đâu. Thầy đi qua mà thầy thấy mà em vẽ 3 ô rưỡi hoặc 3 ô phẩy 1 chẳng hạn là thầy dỗi đấy. Này, lần sau thầy không chỉ đâu. Đấy. Mọi tam giác vẽ giống nhau. Đầu bài cho tam giác vuông ở A thầy cũng vẽ như này. Tam giác cân tại A thầy cũng vẽ như thế này. Tam giác đều thầy cũng vẽ như thế này. Di gì gì gì. Bịa mọi đề thầy đều vẽ tam giác như thế này. Ok. Chuyển kỹ năng thứ hai. Thế là với thầy chỉ có hai hình thôi đấy. Ý thứ hai. Hình thoi. Hình thoi. Hình vuông. Hình thoi. Hình vuông. Hình chữ nhật. Hình chữ nhật vẽ giống hệt nhau. Vẽ giống hệt nhau. Vẽ giống hệt nhau. Phải. Vẽ là hình bình hành bề rộng 4 ô. Phải. Vẽ là hình bình hành bề rộng 4 ô. Vẽ là hình bình hành bề rộng 4 ô. Rồi, hết. Bài đầu tiên đừng bạn nào làm theo thầy. Bài 1 thầy làm trước em làm sau. Bài 2 thầy làm em làm song song. Bài 3 em làm trước thầy chữa sau. Từ bài 4 thầy đưa đáp án thầy không làm. Ok, đúng mô hình chưa? Chúng ta đi vào bài đầu tiên kể cả biết làm cũng không làm trước. Vì sao hả thầy? Vì rất đơn giản, em đang nghe lời thầy thôi. Chả để làm gì cả. Dành mọi sự tập trung xem cái cách thầy suy nghĩ về một bài. Làm sao mà một tuần nữa thi đại học xong. Hôm thứ hai hôm đó chúng ta buổi tối. Thầy cầm đề đến, thầy nhắm mắt vào thầy bảo rằng là cả lớp làm đề vừa thi. Làm xong cái, xong. Thầy thử nhá. Nét đầu tiên là nét dài nhất và là nét đất. Đấy. Em thầy đấy là hình vuông. Dạ, tứ giác thầy vẽ giống nhau. 1, 2, 3, 4. 4 ô không phải là 4cm. Đường AD vẽ thoải một chút. Thầy rèn rũa từ đầu. Để về sau đi đâu cũng có quyền tự hào. Đó là bài có thể không biết làm. Nhưng hình nó cứ phải là phải đẹp nhất. Nhìn này. Ok. Vậy là hình phải đẹp nhất. Đừng làm theo thầy nhá. Đừng làm theo thầy. Tí nữa thầy lại xóa. Thầy dạy tư duy trước. Đường cao vẽ thẳng đứng. Lên thẳng đứng 8 ô hoặc 7 ô thì là đẹp nhất. 8 ô sẽ được lợi về mặt tính tìm trung điểm. Sau này người ta tìm trung điểm thì trên 4 ô dưới 4 ô nó sẽ vô cùng đẹp. Để 4 ô sẽ lợi về mặt nhìn hình. Rồi, thầy dạy nhiều thầy quen cái động tác ấy rồi. Thế để lên cao 8 ô em sổ thẳng xuống. Vậy cái hình đẹp là do cái đáy nó có cá tính. Và đường cao luôn cao 8 ô hoặc 7 ô. Thì đấy người ta gọi là hình đẹp. Còn những cái đường khác chỉ là đường phụ, không tính. Đấy. Muốn giỏi hình không phải là cứ chăm chăm ngồi đợi thầy nói phương pháp, học thầy kỹ năng xong là lại học cả kỹ thuật, không bao giờ. Giỏi hình đầu tiên phải yêu nó, trau chuốt nó. Vẽ hình bằng tay rồi ngoăng ngoăng xuống, mình quát một câu bảo rằng vẽ thế nào em chả hiểu bài. Ừ, thế em mãi mãi nó chỉ là 6-7 thôi. Cái tầm học sinh 8-9 nó dạy nó khác lắm. Đó là gì? Đó là đầu tiên người ta dành cái tình yêu cho nó trước. Dốt cũng được, nhưng đầu tiên mình yêu nó trước. Rồi về sau tự nhiên nó khác. Mở quyển vở ra, chả có bạn nào có chuyện đó là hình vẽ thì xấu. Mà lại rồi sau này nó vẫn cứ đỗ, vẫn cứ giỏi bình thường. Ít lắm. Đầu tiên, hình nó cứ phải đẹp đấy. Đấy, thầy vẽ xấu. Em thầy,
A, B, C, D. Mở hình mới lại có cá tính nữa. Thì là mình đã hơn người ta một tầm rồi. Nhá. Nhất định 4 ô và chiều cao 8 ô. Sau này khi mà mình học hết cái quyển hình không gian rồi, có một bạn rất là giỏi toán, bạn trai bạn đi cưa mình. Em chỉ cần mở quyển vở ra bảo rằng anh về tìm đặc điểm chung của tất cả cái hình trong quyển vở của em. Anh nhìn thấy điều tinh tế thì anh không cần ngỏ lời, em cũng sẽ là của anh. Ví dụ thế. Thế anh ý về, anh ý nhận xét được rằng hình của em luôn bề rộng là 4 ô và anh để ý là chiều cao của em luôn là 7 ô. Mà anh cao 1m7 thì chắc là em thích anh rồi. Ví dụ thế. Thế thì xong rồi, ông nào nhìn thấy thế là giỏi quá. M là trung điểm này. À, thầy học thuộc đề à? Không. Có sao em đi mượn cái bạn nào học lớp thứ hai mượn xem cái bài nó giống thầy không? 1.000 lớp. 1.000 lớp khác nhau. Thế để làm gì hả thầy? Để dạy nó có cảm xúc. Không bao giờ cầm giáo án. Mà trong đầu nó ăn hết rồi. Thầy dành một cái tình yêu tuyệt đối cho nó. Ăn sống ngủ nghỉ với hình. Thầy ơi, đầu bài có đường cao thầy ạ. Mở đề ra cái mình sẽ hơn người ta một nấc. Đó là mình biết được rằng bước đầu tiên mình làm gì. À, bước đầu tiên là mình chứng minh đường cao. Vuông góc với. Đừng chép nha. Một ý. FAC. Vuông góc với. ABCD. Hôm nay mình có một câu nói. Hai mặt vuông góc với đáy thì giao của chúng, giao FAC bằng SA, suy ra SA vuông góc ABCD. Thế ơi, thầy làm gì đấy? Thầy chứng minh đường cao. Hết. Xong. Thế ơi, bài của em có góc nha. À, ngày xưa góc thì thầy ghi vào cái bước đó là thầy Nam nghĩ cái gì. Nhưng giờ quen rồi. SC tạo với đáy một góc 60 độ. SC cắt đáy tại đâu? Nó là giao điểm. Anh ấy nhìn vào đường cao. Và động tác của mình chỉ mất 5 giây. Đó là nối chân đường cao với giao điểm. Đố bao giờ sai. Nhìn này. Đấy. Em có góc. Dạ không vẽ được góc, đố em làm được đề. Hết. Tối nay để chứng minh cái tư duy của thầy, em thầy tẹo nữa, thầy không đọc đề năm ngoái. Tẹo nữa sau khi bước ra khỏi lớp về nhà làm ngay một động tác. Search đó là đề quốc gia 2015. Thế là về mình làm phát. Mình thấy, ôi, đăng ngay sửa ra tút. Tao mới học 2 buổi, đề dễ dã man đi. Ví dụ thế. Thế đây cho xong rồi này. Thầy ơi, làm sao để chứng minh được góc hả thầy? 2 dòng. Em không phải con nít. Thầy nói đến 4 lần. Đừng để thầy nói đến 5 lần mới chứng minh được góc. Do SC giao với ABCD bằng C. Ý của câu nói đó là tôi có giao điểm đấy. Mà SA vuông góc ABCD. Ý của câu nói tôi là chân đường cao đấy. Bạn chỉ ra được chân đường cao, bạn chỉ ra được giao điểm. Uầy, suy ra SC tạo với ABCD một góc. Góc đó bằng đỉnh giao điểm chân đường cao. Kể cả em có bịa để hết. Đây là kiến thức lớp 11. Khi bạn có đường cao, khi bạn có góc, thì lớp 12 nó chỉ là cái xác của vấn đề. Khi bạn đã có sự nghiệp rồi, mà bạn này là người biết quan tâm, không cần đẹp trai, thì tự ắt bạn sẽ lấy được vợ hiền. Vợ hiền ở đây là bước thứ 3. Em nhìn thể tích của thầy này. S, A, B, C, D, I, A nhỏ. Chết đi chú. Không chết đâu nha. Đường cao. Đường cao là cái thằng thẳng đứng ý. Diện tích đáy. Diện tích A, B, C, D. Ủa em ơi, nhìn diện tích đáy này. Diện tích A, B, C, D. Thầy ơi. Đừng hỏi thầy. Hỏi thầy tại sao. Đáy của mình nó là hình vuông, một cạnh bình phương lên. Vậy là mình ra được diện tích đáy. Thế em muốn tính đường cao thầy ạ. Chúng ta cùng nhẩm nhé. Cạnh này bằng A. Cạnh này bằng A. Thế hình vuông cạnh này bằng A, cạnh này bằng A. 1 cộng 1 bằng 2. Pythagore phải khai căn. Vậy thì AC ở đây nó bằng A căn 2. Em tưởng tượng được thì nó là một cái gì nó tuyệt vời em ạ. Nhưng nếu không tưởng tượng được thì mình phẳng hóa cái đáy ra. Đường cao của thầy đây đúng không? A căn 2 bao nhiêu độ đây? 60.
Ồ 45 à? Thì giời ơi ông Nam, 45 nếu thế thầy thử đấy. Ngại quá. Ồ 45 à? Sửa đề giờ. Nếu đây là 45 thì tam giác này tam giác vuông cân, nhưng thôi không cần nhìn điều đấy. Tôi nhân tang 45 thầy suy ra được SA. SA bằng AC nhân tang của 45 độ. Vậy đằng này bằng A căn 2. Em ơi thầy làm đề nhẹ nhàng này. Đừng chép. Hãy nhìn ra cái cách trình bày. SABCD bằng 1/3 đường cao nhân diện tích đáy. Vậy là A mũ 3 căn 2 trên 3. Cẩn thận này. DVTTS đơn vị thể tích. Thầy vừa làm xong IA. Và hôm nay là bài đầu tiên của hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy. Khi nhìn hình, thầy không nhìn đường này đâu. Thầy không nhìn đường này đâu. Thầy cố tình thầy nhìn, cái đáy của tôi đâu? Cái đường cao của tôi đâu? Bởi đáy và đường cao nó tạo ra một điều kỳ diệu nhất định. Thầy ơi, ý B hình nó kỳ quái lắm. Em thử tưởng tượng rồi em không thấy đâu. Thể tích S A M N D bằng thể tích gì tôi không biết. Đường cao chỉ có một thôi. Anh ấy, và chỉ đúng anh ấy thôi. Thằng khác không được. Đấy. Nhân với đáy thầy ơi. Nhưng em không nhìn thấy đáy. A M, em nhìn M nhé, em nhìn M nhé. M N D. Ôi dồi ôi, cái đáy là cái hình gì đây? Thầy bị bất kỳ à? Thầy cần tính cái đáy này này. Wow, cái đáy gì đây? Thầy ơi, N nhân diện tích A M N D. Nhưng mà NA em có rồi. Thầy muốn tính cái đáy kia. Cái đáy này hay lắm nhá. Cái này hay lắm. IB này hay lắm. Do nó khó nên cả lớp lại tự làm được cơ. Hôm thầy xem một cái bàn thắng. Một cái anh bình luận viên này, anh ấy bình luận. Sau khi đá vào xong anh ấy bình luận một câu rất là hay đó là: ôi bàn thắng đẹp quá. Ôi sút xa như thế mà cũng vào. Ôi cái góc này tôi không nghĩ nào có thể lừa qua được bốn người để vào. Em mà xem trận là thầy hôm nay chỉ nhớ là anh đá với đội nào nhỉ? Anh đá với đội nào mà đang hòa một đều. Xong là cuối cùng, đúng rồi. Ở xứ quê, xong rồi cuối cùng là phút thứ 90+2 à? Thế cuối cùng lừa qua bốn người mà vào đấy. Thế anh bình luận nói rất là nhiều, ui bàn thắng quá đẹp. Cứ quay đi quay lại 3-4 lần. Thế mình thấy thì nó cũng đẹp thật. Nhưng cuối cùng thì lên xem một kênh khác, một anh khác bình luận cũng cái video đấy. Ông ấy bình luận rất là đơn giản. Đầu tiên ông ấy phát cái video là cái đá vào, ông ấy bình luận đúng một câu, rất đơn giản. Bằng những ngôn từ mà tôi biết, tôi không thể miêu tả được vẻ đẹp của nó. Chúng ta xin các quý vị cho tôi im lặng trong 2 phút. Thế là nó không nói gì cả. Nó cứ quát đi phát lại cái đấy. Đấy. Có những cái vẻ đẹp mà tôi không thể miêu tả được. Xin quý vị cho tôi dừng 2 phút. Thế là nó cứ phát đi phát lại cái đấy. Vì nó hay quá. Đấy. Thế có những cái nói nhiều thành dở hơi. Em sẽ tính được ý B. Bởi đấy, đường cao thầy có rồi này. Cả lớp cùng xem diện tích đáy. Coi như chơi ghép một cái hình nhỏ với thầy. Tưởng tượng đáy với thầy nhá. Nhìn đáy này. A, M, Ơ, B, C, D. Điểm M em ơi. Điểm N em ơi. Ui, cái đáy của thầy này. Thầy muốn tính cái đáy này. Hình gì? Hình thang à? Không. Nó chẳng là hình gì cả. Thầy ơi, lỡ đi thi không phải hình gì thì em sẽ làm sao? Hãy quy về những hình đã biết. Thầy sẽ lấy diện tích của nhà thầy. Đấy, trừ đi cái mảnh mà chia cho đứa em thứ hai. Trừ đi cái mảnh chia cho đứa em thứ nhất. Chắc phần còn lại của mình. Ví dụ thế. À, ông Nam này, A này. Thằng này là A trên 2 này, bởi vì M nó là trung điểm này. Thằng này A trên 2 này, trung điểm A trên 2. Thế thì hóa ra là thầy tính được diện tích của hình vuông. Mà tam giác vuông thì bằng tích hai cạnh chia đôi.
Bài này một dòng. Dù rằng là người ta quan sát hình thôi. Nhìn đây này, diện tích AMND bằng diện tích ABCD trừ diện tích ABM trừ diện tích MCN. Thầy cho mình chơi trò nhẩm nhá. Nhẩm này, để tính được diện tích hình vuông thì một cạnh bình phương thì nó là A bình, không nói. Cạnh này nhân cạnh này chia đôi A bình trên 4. Cạnh này nhân cạnh này thì nó bằng A bình trên 4, nhưng mình còn phải chia đôi nữa. A bình trên 8. Cả cái bức tranh của thầy nó là A bình. Khi người ta nhẩm, người ta không nhẩm A mà người ta nhẩm số 1. 1 trừ 1 phần 4 trừ 1 phần 8. 1 trừ 1 phần 4 trừ 1 phần 8. Ở đây em sẽ tìm ra được chưa? Mấy? 5 phần 8. Ui, mày nhẩm hết cả phần của thầy. Thế thì diện tích ở đây thực ra nó bằng 5 A bình trên 8. Diện tích biết, đường cao biết. Thấy hết bảng rồi, nhưng chắc học sinh của mình sẽ giúp mình viết tiếp cái dòng ở dưới. Hết bài, chết bài thôi. Cho hình chóp SABC. Cho hình chóp SABC. Tam giác ABC vuông tại C. Tam giác ABC vuông tại C. AC bằng A căn 3. AC bằng A căn 3. Cho hình chóp SABC có tam giác ABC vuông tại A. À đâu, vuông tại C, vuông tại C. AC bằng A căn 3 vuông tại C. AC bằng A căn 3. Gọi H là trung điểm của AB. Gọi H là trung điểm của AB. SHC. Mặt phẳng đấy. Mặt phẳng SHC và SHA đồng thời vuông góc. Mặt phẳng SHC và SHA đồng thời vuông góc. Mặt phẳng ABC. Mặt phẳng ABC. SC tạo với đáy một góc 60 độ. SC tạo với đáy một góc 60 độ. AB bằng A nhỏ. AB bằng 2A. AB bằng 2A. Chấm. Tính thể tích SABC. Tính thể tích SABC. Thầy xin 5 giây em cùng nhìn hình, em cùng nhìn cái đề. Đề có dữ kiện SHC và SHA đồng thời vuông góc mặt phẳng ABC. Khi nhìn vào dữ kiện đấy, người ta thấy được giao tuyến. Và mình có thể làm nhanh hơn người ta một nấc, đó là chưa thèm vẽ hình, mình có một cái điểm trước. Đó là ở đây thầy làm một điều rất là hay. Thầy chứng minh đường cao trước. SHC vuông góc, em được quyền làm theo thầy nha. Bằng SHA vuông góc với ABC. SHA C giao với SHA bằng SH. Buổi sau thì cái đường giao đó phải đi tìm. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Chắc lớp 11 quên hết. SH vuông góc ABC. Thầy vừa làm một điều, đó là thầy chứng minh đường cao. Sau đây là xem cách thầy vẽ hình. Em đừng vẽ hình trước. Đây. Xem là được đào tạo vẽ hình và vẽ theo cái cảm tính của mình nó có cái gì khác. Đợi, đợi thầy. Vẽ cùng thầy nha. Em nhìn hình này. Rồi, đây là hình được đào tạo thay vì là vẽ theo cảm tính. Nét đầu tiên là nét dài nhất và là nét đứt. Với mình chỉ là đáy là tam giác hay tứ giác thôi. Tam giác vẽ giống nhau. Kệ thiên hạ nói gì thì nói. Rồi. Ok. Ok. Thầy Nam không bao giờ để đường cao ở bên trong. Thầy Nam không bao giờ để đường cao
ở bên phải. Hết. Mọi hình dù là tứ hay là tam, đường cao thầy để đều để ở bên tay trái. Nó sẽ được lợi về mặt kẻ đường phụ về sau này. Hôm nay hình dễ, em để ở đâu em cũng làm được. Nhưng sau này nó thành thói quen rồi. Đến lúc mà mình học kẻ đường phụ, làm đề khó, phân tích đề, hình của em nó khuất, không làm gì được cả. Nhiều khi rất đơn giản, A, B chỉ là một động tác hình đẹp, nó thay đổi tất cả mọi thứ. Thầy ơi, C của thầy bằng 90 độ đâu? Em ơi, nếu em muốn nó vuông, thế là hãy đặt dấu vuông vào là xong. Em nhìn cái hình này, đường cao để thẳng đứng. Hết. Và hình đẹp bởi đáy có cá tính và đường cao luôn là 8 ô. Ok, xong hình, hãy vẽ hình với thầy. Nhớ thầy vẽ một lần nhá, lần sau là phải tự vẽ đấy. Từ bài 4 là phải tự vẽ được rồi. Thế đến lúc thầy cho, ồ cảm giác hơi thấp nhỉ, cho thêm một nét nữa. Em nhìn hình này, đúng sai chưa biết, nó cứ phải đẹp. Và khi em nhìn em sẽ thấy được rằng thầy chỉ có một nét khuất, thay vì để đường cao bên trong nó hai nét khuất. Nhìn hình nó sẽ tù hình. Ok. Ok, thầy dạy tính chất nhỏ, bé bé để ở góc vở. Mỗi ngày sưu tầm một tí nhá. Người ta không giỏi ngay bằng một ngày, hai ngày. Người ta giỏi ngay bằng cái cách khác. Hôm qua ở lớp mình, các anh chị học câu điểm 9, câu hệ phương trình, bất phương trình. Học từ 2 giờ chiều đến 8 rưỡi tối. Học 6 tiếng rưỡi, chỉ học mỗi câu điểm 9. Học xong mệt phờ cả người, thầy cũng mệt, trò cũng mệt. Mà ngồi có như này đâu. Tất cả cái dãy này đều kê được bàn một giống như bạn Chi đang ngồi. Ngồi im nghe. Sợ ơi là sợ. Thầy còn chụp cả lại ảnh. Đấy. Thế mong rằng là sau này lớp mình không bị cái cảnh như thế. Mình học trước mình được lợi thế. Mấy anh chị đấy là đi học cấp tốc. Sợ ơi là sợ. Lớp ruột của mình thì làm đề cách đây được 3 tháng. Vào sáng chủ nhật chỉ ăn mới làm đề. Còn có những cái lớp bây giờ vẫn đi học kiến thức. Gần thi rồi. Tèo nữa em đi qua phòng của thầy, sẽ có rất nhiều bạn ngồi trong cái phòng làm việc của thầy nghe lại video. Đấy. Lười cá một năm trời, bây giờ thi còn 6-7 ngày nữa thi, còn đâm đầu vào để học lý thuyết. Không được trách ai cả. Chơi cả một năm. Thế chị Lệ, chúng ta có một tính chất này em này. Nếu tam giác này là tam giác vuông, tam giác vuông, cái này em biết tính chất này nhá. Nếu đây là tam giác vuông thì góc này là góc chắn nửa đường tròn. H là trung điểm của tam giác vuông. Thì ngoài nó là đường trung tuyến, nó còn có một đặc điểm nữa, coi như là một từ mới đi. HA bằng HB bằng HC, không cần chứng minh. Hết. Vậy H là trung điểm của cạnh huyền thì H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Thêm một tính chất nữa. Vậy thì mỗi ngày học một tí, nhích dần. Ở hình này thầy có một tính chất, đó là HA bằng HB bằng cả HC cơ. Thầy ơi, bài này có góc thầy ạ. Ừ, xin phép không nói gì thêm. Cái này là có giống như anh bình luận đấy. Có những thứ nó dễ quá, thầy trai biết nói gì. Chân đường cao nối với, chết với thầy. Hết. Bài thầy hết rồi. Để là người học hình thì nên đánh dấu những góc vuông cần thiết. Ok. Xong, hình của thầy ra cái hình. Bằng nhau. Ok. Mình làm bài thôi. Do SC giao với ABC. Đại C mà SH vuông góc với ABC. Từ đây mình suy ra SC ABC bằng SCH. Nó lặp đi lặp lại đấy. Em đừng nghĩ là thầy cho bài mới. Bài mới nhưng tính chất bên trong nó là cũ. Nó có bản chất. Mỗi ngày học một tí, không phải vội. Ok. Ô, thầy ra góc rồi kìa, thầy kìa. Ừ, thầy tính thể tích nha. Thể tích nào. Thể tích. Em nhìn cái cách thầy trình bày. Từng ý một.
1 phần 3 đường cao này. Đường cao không phải SA. Cái gì vuông góc về đáy thì nó là đường cao. Rồi. Xong. Thầy ơi, diện tích đáy em tính được nha. Ừ. Đầu bài cho thầy này ta vuông tại C cơ. Thế thôi thầy cho mình chơi quả nhẩm đi. Cạnh này bằng A căn 3. Thôi, không bắt các em nhỉ. Mới đi học không nhỉ. A căn 3, cạnh này là 2A. Tam giác vuông bình phương lên thì nó là 4. Bình phương lên thì nó là 3. Cạnh dài trừ cạnh ngắn thì ở đây nó khoảng 1. 1 khai căn thì nó vẫn là 1. Tam giác vuông thầy ơi. Ừ. Tích hai cạnh nhân vào trừ 2. Vậy thầy xin phép tính diện tích đáy trước. 1 phần 2 AC nhân BC bằng 1 phần 2 AC A căn 3 BC A A bình căn 3 trên 2. Đường cao thầy ơi. Để tính đường cao hãy ném nó vào một tam giác vuông có nhiều dữ kiện nhất. SHB vuông, SHA vuông. Nhưng thầy sẽ chọn SHC làm cái cần tìm. Vì sao hả thầy? Vì nó có nhiều dữ kiện nhất. Ôi hôm nay có tính chất này. Cái này bằng A nhá. Sao thầy biết? Trung điểm đấy. Ôi mình còn nhanh hơn các bạn khác. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Cái gì mới thì coi như hôm nay mình biết thêm để mình học. Thầy dạy lại từ đầu mà làm gì có kiến thức gốc đâu. Cái này bằng gì? A. Cái này bằng A. Ui, đường cao đừng bắt thầy tính nhá. Có nhìn thấy cạnh A, có nhìn thấy cái tam giác bên trong không? Tang sin cos đây cô tang. Vậy là SA ở đây bằng HC nhân tang góc 60 độ. Tang 60 thì bằng căn 3. Và đó là khi thầy thấy điều kỳ diệu nhất. 1 phần 3 A căn 3 A bình căn 3 trên 2. Uầy, đáp án chán quá nhỉ? Chán quá. A mũ 3 trên rồi. Bạn nào thấy nghe được câu là 1 trên HC bằng 1 trên AC cộng 1 trên BC rồi đấy nhá. Sai. H ở đây ngoài đường cao đâu. Mình giảng hồi trên bàn đầu thì lại đấm cho cái. Ok, chuyện. Thầy mới. Chóp S, A, B, C, D. Có đáy A, B, C, D là hình chữ nhật. Có đáy A, B, C, D là hình chữ nhật. Gọi M là trung điểm của C, D. Gọi M là trung điểm của C, D. A, D bằng 2 A, B. AD bằng 2AB bằng 2A. SM tạo vị đáy. SM tạo vị đáy một góc 60 độ. H là trung điểm của AB. H là trung điểm của AB. SHM và SHM và SHA đồng thời vuông góc về đáy. Đồng thời vuông góc về đáy. Chấm. Tính thể tích SAB CD. Bài nó là của em. Em thích làm gì nó cũng được. Sau một vài phút nữa thầy chữa trên bảng. Coi như thầy xin em một mặt sai thì gạch đi. Thử tự làm xem nào. 60 độ. Uầy, hôm nay biết xác định góc nhỉ? Hôm nay biết được rằng thể tích là câu chuyện là đường cao, góc và thể tích. Cái gì cho sẵn rồi thì bỏ nó đi, không cần chứng minh. Lỡ ngày mai mà không cho góc thì bỏ bước 2 đi. Lỡ ngày mai vào đề phát cho SA vuông góc với đáy, mình biết được trong đầu đó là bài này không cần chứng minh đường cao, nó dễ. Tự nhiên nó khác đi, trình bày khéo. Thầy có bài 4 rồi, bạn nào tự tin thì cứ chép bài 4 trước. Còn đây là lời giải của bài 3. Từ bài 4 là thầy không giải đâu. Nhá.
vuông góc A, B, C, D. SHM giao với SHA bằng SH, sổ xuống. SH vuông góc với A, B, C, D. Em tự chứng minh góc nha. Do SM giao với A, B, C, D bằng điểm M mà SH phải vuông góc với A, B, C, D. Từ đây suy ra SM bằng góc SMH bằng 60 độ. Dấu sao số 3. SH nhân với diện tích A, B, C, D. Thôi, đáy ở đây nó bằng 2A. 2A. Nếu mà 2A như vậy thì thầy ra được diện tích đáy rồi. Hình chữ nhật thì bằng hai cạnh liên tiếp nhân vào với nhau. 2A bình. SH. SH chắc em tự nhìn hình thôi nhá. BC bằng 2A thì cạnh này nó bằng 2A. Cạnh này 2A, góc này 60 độ thì thầy đây thầy ra được SH. Rồi, thầy tính SH ở đây. SH 2A nhân với cả 60. Thế ở đây chúng ta là 2A căn 3. 2A căn 3. Thế bạn nào chưa ra có thể xem đáp án trên bảng. Thầy tính được diện tích, thầy tính được đường cao, thì từ đây thầy tính ra được thể tích. Nhá. Nên bài 576 thì thầy cho số liệu khó một tí cho em nhìn hình nó tinh tế hơn. Đợi thầy một chút, thầy lên dần dần nhá. Vậy là đường cao xong này, góc xong này. Thể tích là cái câu chuyện đã rồi. Một ý, hai ý. Từ đây mình suy ra thể tích. Thầy hết bảng mất rồi. Ok. Xong em thử bài 4. Không vuông thì thầy cũng không làm được. Đúng là bạn làm đấy. Nếu thầy có SH, nếu thầy có HC thì HC nhân tan 60 sẽ thành SH. Vậy mục tiêu của mình ở đây nó là bằng cách tính HC. Thầy ơi, em không tính được HC. Nếu em dùng định lý hàm cốt để tính HC thì thực ra là cũng được. Cái cạnh này nó bằng 3A, cạnh này nó bằng 2. Góc này bao nhiêu độ? 60. Hai cạnh cá biệt của góc này chúng ta tính được hàm cốt. HC bình bằng HB bình cộng CB bình trừ 2 lần HC, CB nhân C góc C, cốt góc C giữa. Cái thầy không khoái. Nhớ câu nói của thầy, cháu nói là sai đâu. Khi tính một đoạn gì đấy, người ta ném đoạn đấy vào trong một trang bằng một. Cả một chương trình cực kỳ hiếm khi em thấy thầy làm được trang bắt thường. Kể cả em mang bài trang bắt thường đến thầy cũng cố ép nó tạo thành trang bắt vuông. Thầy ơi, làm gì có trang bắt vuông ở đây? Có anh ạ. Đây là thế khiến em được tiền rồi. Đúng lại là chưa được câu nào cả. Trước ngất kia thầy đưa bài này chưa hết làm sao. Hay là hay. Mà nhất nhiều khi em chỉ nhảy thôi. Ô này. Thằng này là trung điểm đấy. Mà trung điểm nhìn thầy tính thằng HC này. Nhìn thầy tính thằng HC này. Ở cạnh này thì biết này. 3A trên 2 này. Cạnh này bằng 3A này. Em lấy cạnh này, em trừ cạnh này thì em ra đường cao. Xong đường cao thì được không nhỉ? Quên, thầy tính được HI nhá. Cả đoạn này là 3. Một nửa thì là 1,5. HB là bằng 1. 1,5 trừ đi 1 này bằng 0,5. 0,5 xin phép dịch ra tiếng Việt, nó là A trên 2. Cạnh
cạnh này biết phải tính được HC bằng cách graph Pythagore bình thường. HC biết nhân tan góc 60 độ. Thầy cho mình ra được cái H. Thầy biết hôm nay thầy có bài tập về phần bình chóp, một góc bình đáy. Tối nay buổi làm xong luôn cho thầy tuyệt vời thôi. Thầy sẽ tính HC cụ thể như sau. Ôi, thầy nhẩm đi, thánh đi. Căn 7 ạ. Thế để đấy thầy. CI ở đây thì chúng ta tự tính Pythagore em lấy cạnh này trừ cạnh này thì ở đây nó là 3 A căn 3 trừ 2. Vậy thì CI là tự tính A 3 A căn 3 trên 2. Ai trừ em lấy cạnh này trừ cạnh này bình phương lên 3 căn 3 trừ 27 phần 4. Oh, no. 3 bình là 9, 9, 3, 27. 27 phần 4 1 phần 4 27 cộng 1 là 28. 28 phần 4, 28 chia 4 thì nó được 7. Đúng này là HC em tính được. HC ở đây là 2 căn 7. Mà HC bằng 2 căn 7 chết thầy. Lấy 2 căn 7 chúng ta góc 60 độ thì nó SH sẽ tìm ra kết quả A căn 21. Đáp án của bài em ơi. Đây, hình không gian nó có cách học riêng. Để không tin là không giỏi cái phần này. Chứ khi ở nhà chưa giỏi cái bài thôi.